Đây. Đúng. Trông con mọn khổ thật đấy. Mấy đêm mà nó không cho ngủ. Mà không hiểu sao đứa thứ tư rồi mà vẫn mệt thế. Trốn nó ra đây ngủ cái ở nhà chắc chả có yên. À, chết. Còn cái xe mất nó về chắc nó riêng chết. Quá cả của cho yên tâm. Anh ơi. Cái gì đấy? Cho em hỏi anh tôi ở nhà nhá. Con muốn gặp anh tôi thì về nhà tôi gặp nhá. Không phải. Ý em hỏi anh thì ta bảo anh thì ta ở nhà đấy. Tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? Tự nhiên trơn thế. Tôi hỏi anh ấy. Rồi 12 giờ. Xin lại cái mũ cái. Thế mà không nói sớm. Gì ấy nhỉ? Gặp cái loại người gì đấy? Nó đâu rồi? Anh bình tĩnh ạ. Anh ơi, cho em xin anh đừng cướp của em. Anh mà cướp xe của em về vợ em và anh em chết ạ. À? Dạ. Bị điên à? Hả? Trân trọng giới thiệu với ông nhá. Tôi lớp giò trà, chuyên gia giò trà nhá. Giã chạy đêm, giã giò đêm để ngày đi chơi. Đi chơi. Làm sao đấy? Thế có việc gì? Cho hỏi tí. Rồi, hỏi đi. Mấy giờ rồi? Dậy. Thế làm như là... Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Rồi, 12 giờ 5. Có thế chứ? Cho phát giờ đi. Rồi. Ôi trời. Chị ạ. Ôi. Dạ. Cho chị hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Dạ 12 giờ 15 ạ. Ô. Thế là trưa rồi à? Dạ vâng ạ. Chị cảm ơn nhá. Dạ em cảm ơn chị ạ. À chú ơi. Dạ. Ôi trời, lại vẫn là chị ạ. Chú ơi. Dạ. Chị bảo này, vừa nãy chị hỏi chú, chú trả lời chị là mấy giờ ấy nhở? Ôi trời ơi, sao chị buồn cười thế nhỉ? Người ta đã nói rõ như thế rồi, 12 giờ 15. Thế xong rồi vừa mới đi, xong quay lại mấy giờ rồi. Chị bị làm sao đấy? Cái gì? Chú vừa bảo mấy giờ cơ? Ôi trời ơi, 12 giờ 15. 12 giờ 15 à? Vâng ạ. Chị bị đạn trí, chú thông cảm. Dạ, nhìn qua em cũng biết rồi ạ. Ừ. Chắc có khi phải quay đầu cái cho nó phong thủy. Ơ, kìa chú ơi. Cẩn thận. Chú ơi. Dạ. 12 giờ 16 rồi chị ạ. Không, chị có hỏi chú mấy giờ đâu. Chị biết bây giờ là 12 giờ 16 mà. Vâng, may quá, em cảm ơn chị. Nhưng mà chị muốn hỏi chú là, dạ, vừa nãy chị đã bảo là chị cảm ơn chú chưa ấy nhở? Dạ chị cảm ơn em ngàn lần rồi ạ. Chị cảm ơn chú rồi à? Dạ 1000 lần ạ. Vâng ạ. Thế chị cảm ơn chú nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị cũng 1000 lần ạ. Chị cảm ơn chú nhá. Dạ rồi ạ. Trời ơi, không biết hôm nay là cái thầy gì ra đường. Điên thế. À, đây rồi. Có tờ giấy để cứ viết vào cho chắc. Úi giời ơi, thằng kia. Úi giời ơi, tao hỏi mày bây giờ là mấy giờ rồi mà mày vẫn ngủ hả? Dậy, mấy giờ rồi? Rồi ạ. Đây đây. Anh ạ. Tôi không. Này,
Nãy bảo. Dạ. Mày nghĩ đầu mày để mọc tóc à? Hả? Vâng, bây giờ là 12 giờ 17 ạ. Mày biết giờ là 12 giờ 17? Vâng. Thế mày còn ghi ra đây làm cái gì? Là tôi không biết. Thì bởi vì mày là... nghịch tao đấy à? Hả? Dạ không ạ, bởi vì là là cái gì à? Cái gì? Sống lố vừa thôi nhá. Biết cũng không được mà không biết cũng không xong. Về. Đúng. Mấy giờ rồi? Ôi giời. Dạ. Em lấy đi ạ. Ôi giời ơi, 101 ngày mà không có cái vụ nào ra ngô ra khoai. Thế này thì sập văn phòng đến nơi rồi. Bác ơi, sập cái gì đấy ạ? À sập phòng, phòng nào sập hả bác? Sập à, có sập gì đâu. À, có việc gì đấy? Cô gái mảnh mai này, rồi cô ngồi. Dạ. Thế cả bác có việc gì? Dạ, thưa bác. Chả là thế này ạ. Theo cháu được biết thì bác là một luật sư rất là công minh ạ. Thế nên là cháu muốn đến đây để bác tư vấn cho cháu ạ. Thưa bác, cháu muốn hỏi là một chàng trai mà đã hứa hôn với một cô gái thì anh ta có quyền được rút lại lời hứa đấy không ạ? Cô gái ấy là cháu chứ gì. Về mặt pháp lý mà nói, anh ta không thể làm như vậy được. Trừ khi anh ta không còn yêu cháu nữa. Nhưng mà bác tin, với một người xinh đẹp như cháu thế kia, chắc là không có chuyện đó đâu. Dạ vâng ạ, không bao giờ có chuyện đó bác ạ. Anh ấy rất yêu cháu, yêu rất nhiều bác ạ. Nhưng mà bác ơi, giữa chúng cháu chỉ có một trở ngại duy nhất thôi ạ. Là trở ngại gì? Dạ, chính là bố anh ta. Thế à? Vâng ạ. Thế anh ta đến tuổi thành niên chưa? Dạ, anh ấy thành niên chục năm trước rồi ạ. Thế thì cậu ta có quyền tự quyết định. Bác ơi, nhưng mà ông ta sẽ tước quyền thừa kế của anh ấy ạ. Tước quyền thừa kế là thế nào? Không thể thế được. Đã là con trai thì bao giờ cũng có phần thừa kế của bố mẹ. Dạ, bác ơi, nhưng mà người yêu của cháu sợ bố, sợ đến cái mức mà anh ấy sẵn sàng có thể từ bỏ cháu. Còn hơn là để cho bố anh ấy giận ạ. Thế thì không được rồi. Này, theo bác, cháu viết đơn kiện đi. Kiện được hả bác? Kiện được chứ sao. Này, chúng ta sẽ chứng minh rằng tình yêu chân thành của cháu đối với chàng trai đó nhưng bị từ chối, dẫn tới sức khỏe của cháu bị suy kiệt, thậm chí thần kinh nhiều lúc còn không ổn định nữa. Hả? Có khi cháu bị mất việc ấy. Mất việc ấy ạ? Ừ, dễ mất việc chứ sao nữa. Chính vì tình yêu của cháu, chúng ta sẽ thảo một đơn kiện. Lúc đấy chắc chắn là ông bố của anh ta sẽ trả một giá cực kỳ đắt. Được như thế hả bác? Ừ, bác sẽ giúp cháu thắng kiện. Này, bác nghe cháu nói nhá, bác hình dung nhờ cậu ta có một ông bố là keo kiệt này, bốn xín này, thậm chí là lúc nào mặt cũng khó đăm đăm. Này cháu ạ, theo bác ấy, cháu cứ thảo cái đơn đi, bác giúp cháu. Dạ thưa bác, hoàn toàn không phải thế bác ạ. Sao? Dạ bởi vì cháu đã được gặp ông ta rồi và cháu thấy rằng ông ấy là một người rất dễ mến, rất phong độ và thật là tuyệt vời bác ạ. Cháu lại quá thương người rồi. Bác sẽ giúp cháu bắt cái lão keo kiệt đấy phải bồi thường cho cháu 200 triệu. 200 triệu ấy ạ? 200 triệu. Mà thôi, thậm chí 150 triệu cũng được. Là cháu có thể tổ chức được đám cưới rồi. Dạ bác ơi, 150 triệu là quá nhiều ạ. Chúng cháu chỉ cần 100 triệu thôi ạ. 100 triệu thôi à? Giữa thời kỳ kinh tế khó khăn này mà sao cháu dễ dàng giảm nhanh thế? Thôi được rồi, bác
sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng đám cưới của cháu. Dạ bác ơi, chúng cháu chỉ cần 100 triệu để có thể trả tiền thuê nhà và mua một số đồ đạc cần thiết. Nhưng mà quan trọng nhất là bác hãy đưa cho chúng cháu 100 triệu sớm nhất có thể ạ. Bác đưa cho cháu 100 triệu? Dạ vâng ạ. Nói lại, sao lại là bác? Dạ thưa bác, cháu quên chưa giới thiệu với bác. Cháu ạ, chính là người yêu của con trai bác. Hả? Và con trai bác chính là chồng sắp cưới của cháu ạ. Ok. Chị Chiếu thương, Chiếu thương. À, cờ bí rồi đúng không? Cờ bí? Bí thì phải gì? Được. Toành toành cái. Ê bác. Bác hoành tiếp đi. Nha. Rồi được rồi, cái này phải à đấy. Từ từ. Từ từ. Rồi rồi, tôi đây. Alo. À, hết giờ làm việc rồi sao ông bác cái mặt về hả? Ừ thì đang ngồi với thằng em. Vấn đề nó một tí sợ nó tổn thương, tôi về ngay bây giờ mà. Về muộn rồi là chết với tôi đấy. Rồi, tôi sẽ về sớm. Anh ơi, vợ dục về à? Vợ dục về là chuyện của vợ dục về. Còn về hay không mới là điều quan trọng. Chứ đấy là do mình hết. Không phải vợ nói cái gì là nghe răn đắp nghe theo cả. Đây, tôi nói cậu biết nhá. Các cụ bảo là dạy con từ thuở con thơ, dạy vợ từ khi mới bơ vơ mới về. Thế vợ về anh làm gì? Về nhá, cưới về một phát đẩy vào phòng tát liền ba tát luôn bác. Sợ luôn. Ôi ôi, em là em phải học bác ấy. Hôm nay về nhá, em là em dí vợ em vào trong nhà em tát ba cái luôn. Lăng nhăng. Bảo đảm nhá, vợ nể một vạch. Nhưng mà tóm lại là đánh nước đi. À, đấy mà mày nói cái chuyện vợ được quên đây. Đây nhá. Lên tượng. Chốt. Đấy. Lên tướng đây. Không lên được. Lên là hết cờ đúng không? Hết cờ rồi. Cái gì lại hết cờ rồi. Có chơi hoãn không? Không làm sao hoãn được. Thua thì phải sao? Nãy hứa rồi. Này. Thua thì đi nhậu cái gì? Đây chuyện nhỏ. Tiền đầy. Đi. Ôi giời, nào nốt toành nốt. Gì vậy? Thế nào? Hứa nào mày? Ôi giời. Nói ngay, tại sao đêm qua không về? Ba cái gì? Người ta đang ngủ lắm, mất ngon. Giờ đây là giờ nào mà ngủ? Hả? Bà, cái gì bà cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Trả lời mau tại sao đêm qua không về? Tôi đã trả lời kịp đâu. Bà cứ hết giật dâu rồi bà. Lý luận này còn véo tai. Ông có còn coi tôi là vợ không? Lúc nào bà chả là vợ. Thế lời tôi nói còn hiệu lực không? Vẫn hiệu lực như thường. Thế ai giờ thấy tôi được yêu lực cái tai. Tại sao đêm hôm qua không về? Tại sao? Thì bà bảo để người ta nói. Người ta nói bình tĩnh nhưng bà cứ véo tai đi. Oan tôi quá đi. Trời ơi. Oan. Oan quá nhờ. Quá là oan nhờ. Chứ sao? Trả lời mau. Nói mau. Tôi đã làm theo lời của bà dặn tôi kỹ càng. Bà dặn tôi ở trong lúc điện thoại ấy. Thế tôi dặn những cái gì? Bà dặn là không được về muộn. Thế tại sao không được về muộn mà bây giờ mới về? Thì tôi chẳng làm đúng ấy. Không về muộn. Tức là phải về sớm, đúng không? Đúng. Phải về sớm, bà nhìn tôi bây giờ là mấy giờ? Mấy giờ? Nhìn đây. 6 giờ. 6 giờ kém sáng. Kém. Thế 6 giờ là sớm hay là muộn? 12 giờ mới là muộn, 6 giờ thì là sớm. Ngoan nhỉ?
Ý giời, sáng ngày ra đã đen thế này nhỉ? À mà chết rồi. Sáng nay mở mắt ra đã gặp thằng cha tèo hàng xóm thế mà. Ý giời. Ôi giời. Ôi. Ôi giời. Ê, 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 ông Trần ơi à. Ê, xe ông sao đấy mà ông này phải dắt bộ đấy. Ông Tèo đây à, đây à. Nhờ phúc sáng ngày ra gặp ông, bây giờ xe xịt lốp về đây này ông ơi. Ôi, ông nói thế. Không lẽ cứ gặp tôi ông lại xe xịt lốp. Tại chả thế ông nói nữa. Thế thì dễ xa nhau lắm. Thôi được rồi, nếu mà xe có hỏng ấy, tôi đẩy hộ cho. Việc gì mà nói là ông đẩy hộ tôi á. Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Thôi xin ông giúp đỡ nhau. Ngoại hôm anh em gặp nhau là té lửa, cãi nhau tùm lên đòi đẩy hộ xe. Ơ thế lạ quá. Tự dưng tốt đột xuất. Đẩy thật à? Chứ sao. Ô. Tôi đẩy tí. Ông nói thật à? Ừ. Thôi cứ từ từ. Anh em nói chuyện nhau tí. Bình thường anh em mình hay xích mích nhau. Chẳng qua là hiểu lầm hết. Bỏ qua cho nhau. Thôi có gì thông cảm nhá. Thế này, con gà nhà tôi hôm vừa rồi nó mổ hết mạ nhà ông. Khổ lắm, tôi ngại quá không biết làm thế nào. Từ hôm đấy giờ không dám sang gặp ông để xin lỗi. Trời ơi, tôi biết rồi. Biết rồi à? Biết rồi. Bây giờ ông đang lăn tăn là ông ngại ngùng gặp tôi vì nói chuyện này. Ngại lắm đấy, khổ. Bây giờ nói ra được nhẽ cả người không ạ? Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông. Ơ, chuyện gì? Đấy, cũng cái chuyện con gà ấy. Ơ, thế à? Ừ, thế nó mổ cái mạ nhà tôi. Ờ, đúng rồi. Để xem, trên đường về. Thế à? Nó bị con chó nhà tôi cắn cổ. À, tôi chưa kịp nói với ông. Không đấy, sao, bây giờ có mỗi con gà vô vẩn. Vấn đề gì đâu, nhà tôi nuôi đầy gà. Anh em bỏ qua. Ừ đấy, tôi thì tôi ngại lắm, cái chuyện này nó còn ngại hơn này. Đấy, cái con chó nhà ông mà nó cắn con gà nhà tôi. Không phải tôi, mà là vợ tôi. Đây này, chính cái xe này, lái cái xe chẹt mắt chết tươi con chó nhà ông. Ôi, tôi ngại vô cùng luôn, xấu hổ. Không biết làm thế nào sang nói với ông. Đấy, chết một con chó trong nhà. Bây giờ tôi chết vì ai trong nhà chứ ông, đúng không? Tôi ngại lắm không ạ? Thôi, vì tình hàng xóm, đúng. Bỏ qua luôn. Bỏ qua, chuyện nhỏ nhờ. Cho nên ấy, cái con chó nhà tôi mà bị vợ ông chẹt xe. Đúng rồi. Tôi cũng lại nói với ông là thế này. Sao thế? Nguyên nhân là hôm nay ông phải dắt xe. Ừ. Là cũng do tôi, cáu quá. Đấy, mà không biết làm gì được. Thế là tôi mới lấy cái nan hoa tôi mài nhọn đi, tôi mới chọc lốp xe ông. Ông chọc lốp xe tôi. Thôi tôi bỏ qua đi. Để tôi xịt lốp tôi phải đẩy mệt thế này đúng không? Ừ, chỉ tôi bỏ qua đi. Này ông Tèo ơi, ông đã chuẩn bị hết chum nước vải nước cho ông chưa? Nhà ông sắp cháy rồi nhá. Đây nè, không chơi cái trò đấy nhá. Này, tôi về trả lại thì không chơi nhá. Đến cái nước này tôi trả cho ông cháy luôn, cháy nhà ra mà chuột luôn nhá. Này, hai bác ơi. Cái gì? Thằng em nói cái gì? Làm sao? Cái chuồng lợn nhà bác nó cháy. À, thấy chưa? Ông nhá, ông nhớ mặt tôi nhá. Hả? Nó cháy lan sang chuồng lợn nhà bác nữa rồi. Trời ơi, chưa cháy. Trời ơi, chờ mới. Cháy hết cả nhà thế này. Ngon quá em ạ. Ờ. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Hay quá. Nhớ canh ngao dứa. Nhớ cà dầm tương. Ui, thơ thơ anh ơi. Cái quả cà ở Việt Nam nó có khác quả cà ở nước ngoài không? Ui, khác nhiều chứ. Quả cà ở nước ngoài nhá, nó to bằng quả dưa hấu. Ui, thế quả dưa hấu thì nó to bằng quả gì ạ? Quả dưa hấu nó to bằng quả kinh khí cầu. Ôi ôi, cái gì ở nước ngoài nó khác anh nhỉ? Người ta gọi là đột biến gen em ạ. Em ơi. Ừ. Anh gọi em ạ. Anh gọi em. Này, anh định thanh toán rồi. Thế nhưng mà vì em cho nên là anh sẽ gọi thêm một đĩa nhãn. À, có ngay. Ui ôi ôi, toàn là mùi hương quê. Em chỉ có vài từ để tặng anh thôi nhá.
công tử Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu hả? Này, con phải sách dép theo anh, học anh dài dài nha. Nhãn đây, Nhãn đây. Nhãn đến rồi. Xin giới thiệu với tất cả các anh. Đây là Nhãn Lồng Trắng. Em phải bóc cho anh cơ. Đáng yêu quá cơ. Đáng yêu quá. Ôi. Bỏ tiền của anh ấy, anh bỏ ví anh ra mà dùng anh. Khổ quá. Anh ấy toàn thẻ ngân hàng thôi. Không mang tiền mặt, cứ cho anh mượn cái lúc khác anh trả. Này anh bảo này. Cậu em anh là không biết thưởng thức nhãn đâu. Hay là anh với cả em ấy ra bên ban công ở kia, anh em mình ăn nhãn với nhau nhá. Nhá. Bê. Đi chờ anh tí nhá. Anh đi vui vẻ nhá. Sao lại thế nhỉ? Nhãn thì không được ăn quả nào mà tiền lại mất. Mà mình cứ nghi. Có khi nào ông này cũng lừa tiền mình không nhỉ? Lên không nữa cơ. Thôi mình cứ phải chắc chân mình đã. À, mình biết ngay mà. Anh chỉ tiêu thẻ thôi. Dư ở nước ngoài to bằng kinh khí cầu. Ở trong gió. Rồi, nhớ mặt ông. Anh ơi, hóa đơn của anh hết 1.400.000. 1.400.000 à? Anh ơi, 1.400.000 anh. Chú giả đi. Là em giả à? Mai anh gửi lại chú. Vâng, thôi được rồi, để em gửi cho. 2, 4, 6, 8, 10. Anh! Hả? Đây là tiền của em. Tiền của em nhá. Tiền của em. Đây, của em là 1.400.000. Thôi các anh ở lại nha, em đi đây. Anh ơi, ăn uống là xong rồi. Bo biết thì cũng đủ rồi. Nha, chúc anh hạnh phúc bên người đẹp. Được rồi. Nha. Anh sẽ ở lại với nàng thơ. Nhớ là tiền của em ấy nhá. Được, thế thôi em xin phép em về đấy ạ. Dạ. Mai anh giả nhá. Mai anh bay rồi ấy. Còn lâu anh mới giả nhá. Tiền thì anh không thiếu. Chủ yếu ấy là phải tinh vi. Ủa, ví mình mỏng ấy nhỉ? Không, cái gì thế này? Nó lấy hết tiền của mình rồi à? Ui, thằng kia, mày đứng lại!